Rồi chào em nha, hôm nay sáng nay mình rã phụ tùng con Honda Custom 90 màu xám bạc nha, đời 2008 cực đẹp nha anh em ơi. Mình rã phụ tùng, anh em nào cần đồ món nào thì cứ alo mình nha, mình sẽ báo giá chi tiết và quay từ chi tiết cho anh em xem. Thì đó, đây là con Custom 90 3 số có đời, xe kho bãi Honda Savan nội địa Nhật nha. Mình rã phụ tùng, anh em cần cứ alo em nha. Bây giờ mình sẽ báo giá phụ tùng cho anh em luôn nha anh em ơi. Đó, xe thì chắc xe rất là đẹp vip nha anh em ơi. Tình trạng máy nổ nguyên zin em nha. Đây là cái bẩn nguyên zin rất là đẹp. Bẩn này là bẩn zin mới luôn nha anh em ơi. Mình bán cho anh em cái bẩn này giá là 1,1 triệu nha anh em. Cái bẩn 1,1 triệu. Rồi máy xe máy móc rồi rất là im, sơn si zin toàn bộ nha. Thì anh em cứ cần thì cứ alo mình. Có nhiều món lắm. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết từ món cho anh em xem nha. Mỗi món đồ là mình sẽ có giá chi tiết cho anh em nha. Đó, xe đẹp lắm. Rồi, anh em cần cứ alo ới mình là mình sẽ báo cho anh em. Anh em cứ nói cần món nào thì cứ nói mình sẽ có cho giá luôn. Anh em báo còn mình nó còn hết nó hết nha anh em ơi. Rồi, đây là cái pha đèn sau, full bộ pha đèn sau là 500. Cái ba ga zin cực đẹp, ba ga sau 1,3 triệu. Yên đế mút zin da zin không lỗi 1,3 triệu luôn nha anh em ơi, mềm dẻo. Đó, hai cục hít còn hít kịch luôn. Còn cái ba ga sau là tuyệt vời. Đó, full bộ đồ màu đầy đủ luôn nha anh em, full bộ đồ màu đầy đủ luôn thì mình bán cho anh em với giá là 7,3 triệu nha anh em ơi. Đồng hồ á, full cái đồng hồ á là giá cái đồng hồ công tơ mét nha anh em, full đồng hồ công tơ mét là 800. Full bộ nhan 4 cây là 1,8 triệu. Bộ cùm bao tay ống ga là 700 nha anh em. Bộ khóa 4 món là khóa điện, nón, nắp xăng, khóa cổ là 600. Bộ dây điện sườn thì 1,2 triệu. Ba ga mũi 400. Đồng hồ 800, pha đèn trước 900. Pha đèn sau là 500, bộ 4 kia nhan là 1,8 triệu. Cặp bánh là 3 triệu. Cây bô 3 triệu. Cặp te là 800. Chống đứng 400 nha anh em. Các chân máy là 500, đạp thắng đũa thắng là 500. Dây thắng dây đồng hồ km, dây ga dây e là 400. Cần số dò đạp 200. Cặp phuộc dò gà trước thì là 1,2 triệu. Bộ áp dụng ngoài là 500. Cái hộp sên á là 800 nha anh em. Đó, báo giá chi tiết cho anh em. Đó, cây bô cực đẹp. Còn cái máy móc thì full cái máy bình xăng con Boe, nổ im máy nhẹ nhàng. Đó, là mình bán cho anh em giá là 11,5 triệu. Đó, đồ món chi tiết cho con xe cực đẹp, anh em cần thì cứ alo mình nha. Bản giá chi tiết mình có trong clip rồi, cũng như là trong bài đăng có thông tin chi tiết cái món đồ và hình ảnh chi tiết luôn nha anh em.